vị khán giả, như Thiên Nhung được biết thì trong các chiếc ghế pedicure spa tại các tiệm nail thì cái bộ phận massage là bộ phận quan trọng nhất. Thì Thiên Nhung và tiến sĩ Kevin Huy Lê đang có mặt trong công xưởng sản xuất những chiếc ghế pedicure spa. Thì thưa tiến sĩ, không biết là cái bộ phận massage của chiếc ghế Luraco Technology sản xuất thiết kế đặc biệt riêng cho các tiệm nail đó thì có gì khác biệt so với các cái ghế khác? Salon người ta dùng 8 tiếng mỗi ngày và mỗi 6-7 ngày một tuần và suốt năm như vậy, cho nên là cái ghế nó làm việc rất là nhiều. Đó, cái ghế massage mà dùng trong salon của công ty Luraco đã ra thị trường đến nay cũng là hơn 4 năm rồi. Đó, thì cái model này right here là cái model Aerobotic 2, tức là second generation. Đó, thì Thế Nhung biết thì trong cái ghế này nó có những cái chức năng rất là đặc biệt. Nói tóm lại cái là đây là một cái ghế mà chúng tôi design để cho cái heavy duty application, tức là design cho salon, chất lượng của cái từng cái component, những cái part là đều là high quality cả. Và chúng tôi design để cho mà làm sao cái ghế có thể last, có thể là 5-10 năm vẫn dùng được. Thì giống như Thi Nhung biết thì trong cái hệ thống massage của cái ghế salon này thì cái bộ phần đấm bóp này là Thi Nhung biết là toàn là bằng metal material chứ không phải là plastic, giống như là bộ robotic arm đây thì Thi Nhung thấy thì nó đúc bằng gang chứ không phải trên thị trường người ta thường làm bằng nhựa. Và những cái port mà ví dụ như cần phải bằng nhựa thì xung quanh đều bọc bằng sắt đó, thì thành thử ra là cái ghế này thì nó last rất là long time. Cái một cái điểm đặc biệt nữa là cái hệ thống computer control của cái ghế massage Luraco là nó nằm phía ngoài, phía sau cái ghế đó. Khi một cái ghế mà có trục trặc thì vấn đề mà troubleshoot hoặc là vấn đề service nó rất là dễ, salon người ta có thể tự thay thế được rất là dễ, chứ không phải giống như các ghế nước ngoài thì hệ thống computer nó nằm vào bên trong và khi mà người ta cần phải thay đó thì người ta phải mở toàn bộ cái ghế ra mới có access tới cái bộ computer này được. Và một điểm nữa là cái hệ thống computer này là nó có hệ thống self-diagnostic. Self-diagnostic có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái computer nó tự động nó báo cho biết người dùng biết hư ở chỗ nào và nó có những cái đèn màu. Đó, ví dụ như motor bị hư hoặc là remote control bị hư chẳng hạn thì phía sau cái ghế nó có những cái đèn màu xanh, màu vàng, màu đỏ. Nó chỉ có cần lui sau nhìn cái đèn là mình biết cái nào là nó bị hư cái gì. Và công ty Luraco thì mình là một phần manufacturer ở Arlington, Texas, cho nên là mình vẫn vấn đề service cái ghế, cái sản phẩm của mình nó rất là dễ dàng. Khi mà cái ghế mà đặt vào trong cái salon đó, cái vấn đề an toàn cho khách hàng là rất là quan trọng. Công ty Luraco luôn luôn chú ý tới vấn đề an toàn và sản phẩm. Đó, thành thử ra cái ghế massage của Luraco salon này cũng là được UL chứng nhận về an toàn. Đó là một điều rất quan trọng bởi vì nhiều cái salon, chủ salon người ta không có biết là người ta mua những cái sản phẩm mà không có chứng nhận an toàn, thì khi mà cái inspector đó, người ta ra local inspector người ta ra mà người ta không thấy mark UL listed đó, thì là đó là một cái vấn đề người ta phạt hoặc là người ta không có cho dùng nữa, là một vấn đề rất là trở ngại cho những người chủ của salon. Đó, thì sản phẩm của Luraco là được UL công nhận thì cái vấn đề an toàn là yên tâm mọi khi mà người ta dùng cái ghế massage của Luraco. Thưa tiến sĩ Kevin Huy Lê, thì mới nãy thì anh có giới thiệu cái bộ phận mà self diagnostic đó, thì Thi Nhung hơi có bối rối một cái là ví dụ như nó hiện lên cái đèn nào thì mình biết nó sẽ hư bộ phận nào. Đúng. Thì mình sẽ gỡ ha, hay là công ty sẽ phải cho người xuống để mà có thể giúp đỡ mình trong việc sửa chữa? Trong thời kỳ mà warranty ấy, thì nếu những người salon owner mà mua ghế massage từ distributor đó thì distributor của công ty Luraco sẽ ra service. Yeah. Đó là trong thời kỳ warranty thì người ta sẽ ra và coi cái ghế bị cái gì và người ta service, và cái service nó rất là nhanh. Đó, okay. Ví dụ thường thường á, nhiều cái ghế massage đa số phần lớn là nó hư computer control box. Yeah. Đó, thì control box nó nằm phía ngoài thì người ta chỉ có cần mở hai nóc lấy cái control box này ra, bỏ cái control box mới là mới xong. Dạ. Là xong liền. Đó, là đó. Hoặc là nếu như mà khi mà thời kỳ warranty đã hết rồi đó thì những salon owner người ta cũng có thể thay được rất là dễ dàng. Dạ vâng, cảm ơn anh nhiều. Kính thưa quý vị khán giả và thưa anh Lê Thành, ngành nail đó thì đang là một ngành nghề đã và đang phát triển tại Hoa Kỳ, và cái số lượng người đồng hương của mình tham dự vào ngành nghề này khá là đông. Và khi mà bước vào một tiệm nail đó thì một cái thiết bị không thể thiếu đó là chiếc ghế
Pedicure Spa. Dạ. Và phần lớn hiện nay thì những chiếc ghế này thường được nhập từ nước ngoài. Do đó là cái việc sửa chữa cũng như là bảo trì gặp rất là nhiều khó khăn. Thì để nắm bắt được cái tiêu chí, cái điểm yếu này của thị trường ghế massage thì như em được biết thì Luraco Technology vừa cho ra đời một cái sản phẩm ghế Pedicure Spa với các tính năng hoàn toàn mà các chiếc ghế khác không có được. Thì anh có thể giới thiệu sơ nét về cái điểm này được không ạ? Vâng, kính thưa quý vị, khi mà mở một cái tiệm nail ra thì chắc chắn là bao giờ cũng là từ 10, 15, 20 đến cái bồn pedicure spa trong tiệm. Vì quý vị biết không, cái pedicure spa nó đưa lại cái nguồn lợi tức cho quý vị rất là nhiều. Chúng ta hãy nghĩ đến cái quality chứ không còn nghĩ đến cái giá nữa thưa quý vị. Vì cái giá càng thấp thì làm sao người ta làm được cái tốt. Cái đó là chắc chắn rồi. Mua cái giá rẻ thì bắt buộc là cái gì đó phải là không được tốt thì mới giá mới rẻ được thôi. Còn khi mà người ta làm tốt, quý vị thấy ở đây cái bồn pedicure spa chúng tôi, ngoài trừ là cái fiber glass đó thì chúng tôi nhập từ nước ngoài thôi. Còn tất cả cái đồ điện tử, từ cái ghế massage cho tới cái giá đánh nước, cho tới cái control, cho tới tất cả mọi thứ trong này là đều sản xuất bởi Luraco tại Arlington, Texas. Thì quý vị ơi, tìm một cái bồn pedicure spa chất lượng cao nhất trên thị trường, hãy nhớ đến công ty Luraco. Vì chúng tôi ở đây có rất là nhiều cái chức năng, nhiều cái option lắm, mà là một cái pedicure spa nào khác trên thị trường có được. Ví dụ như ở trong này nó có hai cái loa nhỏ trong này để nghe nhạc lưu riu trong này nè. Đó là cái MP3 player trong cái remote control đó thưa quý vị. Đó, thì cái này là một cái option. Đó, mà quý vị muốn thì chúng tôi bỏ vào cho quý vị. Rồi quý vị biết không, cái tay này này, cũng như là cái khay bên này nè, quý vị á, là acetone proof. Quý vị có thể lấy acetone chùi qua chùi lại mà thậm chí ngâm qua đêm nó cũng không có hư. Đó là cái vấn đề mà quý vị ra ngoài tiệm nail quý vị thấy là nhiều cái ghế là cái tay nó loang lỗ, nó cứ là màu trắng màu đỏ rồi gì tùm lum hết á, nó làm cho cái tiệm nail của mình rất là xấu. Nhưng mà cái này là lấy acetone chùi cũng không sao. Cái bồn fiberglass này chúng tôi cũng có coat một cái lớp mà acetone chùi cũng không hư. À ha. Đó, rồi về phía trước á thì là có thêm một cái option nữa đó thưa quý vị, là cái người technician á có thể người ta điều khiển cái ghế chạy tới chạy lui, ngửa ra ngửa lên ngửa xuống như thế này, mà người technician ngồi trước đó điều khiển trước đó, cái đó là một cái option. Rồi Z 500 color light, tất cả mọi cái là quý vị ơi làm tại Arlington, Texas. Khi mà có trở ngại gì đó quý vị gọi vào thì công ty chúng tôi có người ở đây để mà service, có phạt ngay tức khắc. Có thể là nếu quý vị gấp quá là overnight thì là ngày mai là có ngay rồi. Luraco quyết tâm hết sức làm một cái bồn pedicure spa thật là chất lượng. Giá cả có thể nó cao hơn những cái giá mà quý vị mua từ nước ngoài. Tất nhiên rồi, tiền nào của đó rồi. Chắc chắn quý vị ơi, tiền nào của đó. Nhưng mà quý vị mua của công ty Luraco thì cái đỡ nhức đầu. Nói tóm lại đơn giản, đỡ nhức đầu. Dạ vâng, cảm ơn anh Lê Thành về những cái lời chia sẻ vừa rồi. Và như nãy đó thì Thiên Nhung có nói chuyện với tiến sĩ Kevin Huy Lê thì anh nói là đối với chiếc ghế pedicure spa ở tiệm nail đó thì một ngày sử dụng đến 8 cho tới 10 tiếng và một tuần như vậy thì 7 ngày. Thì cái sức chịu đựng của nó phải rất là bền bỉ. Và một số ghế tại các tiệm nail ngày nay đó thưa quý vị thì sử dụng một thời gian thì cái da này nó sẽ bị rách hoặc là cũ. Thì đối với chiếc ghế này mình có cái cách nào để mà mình cải thiện cái điều đó hay không anh? Cảm ơn em. Em hỏi câu này rất là hay. Ở cái chỗ là thưa quý vị, khi mà chúng tôi ra cái version đầu tiên á của ghế Aerobatic One á, thì cái da của cái Aerobatic One nó không được tốt lắm, vì đó là cái version đầu tiên mà chúng tôi bước chân vào khi thị trường làm pedicure spa và làm ghế massage. Nhưng mà learning từ cái đó thì chúng tôi qua cái version này là gọi là version thứ hai thì nó rất là tốt. Và Thi Nhung hỏi cái này rất là hay, là vì thưa quý vị, ghế chúng tôi chế tạo rằng để quý vị chỉ cần ví dụ 2 năm sau cái bộ da nó cũ đó thưa quý vị chỉ mua thay cái bộ da này thôi. Lột ra, quý vị lột ra và thay, thay luôn. Đó, nó tiền lời chứ không phải quý vị phải thay nguyên cả cái ghế. Quý vị lột cái này ra, lột cái bộ da này ra, mua một bộ da có thể là một bộ da màu mới luôn. Thì người khách người ta vô là, người ta tưởng là cái này là một cái ghế mới. Chứ không còn, không, người ta không có nghĩ là cái ghế cũ nữa, vì quý vị thay cái này tự thay được. Và một số tiệm nail đó thì Thi Nhung nhận thấy rằng là cái phần này nè anh Lê Thành, sử dụng một thời gian thì nó sẽ bị lỏng lẻo và nó nhiều khi nó rớt ra luôn á. Thì không biết chiếc ghế của mình có cách gì để khắc phục không anh? Đúng, em nói rất là đúng, là thưa vị, cái tray á, cái khay đó
đa số là người ta một thời gian là nó bị lúc lắc cái vậy đó. Yeah. Thành ra chúng tôi mới là chế ra cái bộ phận nó đặc biệt một chút xíu, những con ốc, những con vít trong đó, rồi chế làm sao cho nó đủ cái lực để nó support. Đó. Và cái tay á, quý vị để ý nha, cái tay này nè, nếu như mà 10 cái ghế trên thị trường á, thì hết 9 cái là nó shaking real bad. Có như là em biết là nó shaking ghê lắm. Nhưng mà chúng tôi chế cái ghế này, là cái tay này quý vị có dùng 10 năm, 20 năm nó cũng không shaking. Là vì cái mechanical design của Luraco á, là chúng tôi chế, là khi đặt vô là nó đã tight fit rồi. Ngoài này chúng tôi vặn con gai, con ốc ngược chiều, là trái đó, left hand á, screw đó, thì nó đã nằm chắc chắn như thế này rồi, nó không có shaking. Và đằng sau này chúng tôi có bỏ một cái lò xo, một cái lò xo để mà quý vị khi mà cái tay nó xuống một cách nhẹ nhàng, nó hold lại. Một cái lò xo đấy nó xuống nhẹ nhàng. Thì các cái tiệm nail đó, mỗi tiệm nail họ đều có decorate một cái màu khác nhau. Thì không biết là mỗi cái màu của tiệm nail như vậy thì mình có những cái màu ghế phù hợp với các cái màu của tiệm nail không anh? Vâng, kính thưa quý vị, khi mà design cái ghế massage chair này thì chúng tôi làm cái survey, hỏi rất là nhiều cái tiệm salon owner, thì cuối cùng lại là có 4 màu mà người ta dùng thịnh hành nhất. Thì công ty Luraco có sẵn 4 màu để cho quý vị mua. Ví dụ màu, đây là màu burgundy, màu cappuccino, màu camo, rồi là hoặc là màu màu black. Đó, màu đó. Thành ra quý vị, chúng tôi có đầy đủ hết tất cả cho quý vị. Chúng tôi có rất là nhiều cái mẫu mã. Nếu quý vị có thể lên luraco.com website, thì quý vị sẽ xem được những cái mẫu mã mà Luraco đang có. Cảm ơn anh Lê Thành rất nhiều về buổi trò chuyện vừa rồi. Và kính thưa quý khán giả, vừa rồi là những hình ảnh cũng như là thông tin về chiếc ghế Pedicure Spa của công ty Luraco Technology được sản xuất trực tiếp tại Mỹ, với các tính năng mà tất cả các ghế Pedicure Spa khác không có được. Và chúng tôi hy vọng rằng sau buổi nói chuyện ngày hôm nay thì sẽ giúp thật nhiều cho quý vị những kiến thức bổ ích về chiếc ghế Pedicure Spa, cũng như là giúp thật nhiều cho các quý vị chủ tiệm nail chọn được một chiếc ghế phù hợp, bền bỉ cho cái công việc kinh doanh của mình. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.